Sau đó cô dùng ống hút cắm vào chiếc lỗ mà cô đã quét. Tiếp theo, cô lấy chiếc cốc và đặt ở dưới vòi ống nước. Cô sẽ đặt chiếc phễu này lên trên miệng của chiếc chai và giữ. Cô rót từ từ và rót khéo léo, không làm cho nước bị chảy ra ngoài. Lưu ý chúng mình rót nước ở dưới phần lỗ cô đã khoét. Tiếp theo, cô sẽ thổi bóng bay to lên và căng miệng của bóng bay cho vào miệng chai. Đẩy xuống chai nước, nước được đẩy qua ống hút và ra ngoài cốc đấy. Bây giờ cô sẽ cho chúng mình nhẹ nhàng về chỗ làm thí nghiệm và chúng mình nhớ làm thí nghiệm, chúng mình không được tranh giành đồ chơi của nhau, chúng mình nhớ chưa?